Dạ vâng, mến chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay là một buổi sáng của ngày 15 tháng 1 năm 2023 rồi. Và chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi là Tết đến xuân về rồi. Và trước mặt các bác là những dòng loa kéo của chính hãng, của Botlek. Đấy, bát 50, bát 40, đấy, và bát 30 các bác nhá. Và rất hân hoan hôm nay được chào đón là cháu Hà đấy, ở thị trấn Sao Đỏ, thành phố Hải Dương. Sau khi hai chú cháu đã nói chuyện với nhau thì cháu đã chốt cho gia đình nhà mình với một em loa kéo bát 50 đưa ra ba đường tiếng chính hãng của Botlek. Đấy, bát 50 mới nguyên hộp, chế độ bảo hành được 1 năm, chính hãng bảo hành. Đấy, sơn màu đen. Đấy, em này về cực kỳ gấu khủng, cực kỳ hay. Đấy, đưa ra những tiếng bát đánh cực kỳ uy lực, ba đường tiếng. Đấy, ba đường tiếng nhá, bát 50. Và trước khi gửi hàng cho khách thì trung tâm bao giờ cũng hướng dẫn cho cách sử dụng cũng như là kết nối. Dòng này thì có kết nối Bluetooth. Đấy, kết nối Bluetooth. Và bên này là nhà to nhỏ của nhạc này. Đấy. Sau khi mà trung tâm đã hiệu chỉnh tất cả những chế độ, nó có 2 USB. Đấy, và bấm vào cái nút model này nhá, là chuyển sang chế độ, các chế độ AUX1, AUX2. Đấy, nút này. Và có đầy đủ những tính năng chơi đàn guitar. Đấy, nút guitar 1, guitar 2, rồi mic 1, mic 2 cắm rời, mic có dây cắm vào đây các bác nhá. Đấy, còn TV, máy tính điện thoại thì các bác cắm vào đường này. Đấy, đường hoa sen. Đấy, nhạc ra thì sẽ như thế này. Đây là công tắc bật mở. Đấy, có dây sạc. Đấy, có dây sạc đấy nhá. Dây sạc và điều khiển. Dây sạc và khiển. Dây sạc thì các bác có thể cắm vào đây, điện 220. Đấy, các bác sạc nhá. Và ở đây đặc biệt là echo dề vợt. Đấy, đặc biệt dề vợt. Chế độ dề vợt thì đặt tầm khoảng độ 4.5 giờ. Đấy, là echo đặt rất ít thôi, echo đây, echo đặt tầm khoảng độ 9 giờ thôi là sẽ đưa ra những lời hát rất là hay. Đấy, và với một dòng loa kéo này, đấy, trung tâm đang bán giá là 7.500.000 các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì alo cho bên Phạm Viết Audio. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm. Đấy, để các bác nào quan tâm thì alo luôn và dinh cho gia đình nhà mình những dòng loa kéo vô cùng tiện lợi. Các bác có thể là hát hò tưng bừng và trong những hội nghị, hoặc là các bác dùng cho tập thể, dùng cho nhà văn hóa, hoặc là cà phê. Các bác có thể là những cái dòng gia đình. Đấy, những dòng này hát rất là hay. Và bây giờ thì không để các bác chờ lâu, trung tâm sẽ hát karaoke để các bác nghe được đánh giá được chất mic cũng như chất âm của một dòng loa kéo chính hãng Boss Bát 50 đưa ra ba đường tiếng các bác nhá. Dạ vâng, và bây giờ thì trung tâm sẽ gửi tới tất cả các bác một nhạc phẩm mang tựa đề Nơi Ấy Mẹ Mong. Lớn khôn công thành danh toại đón
mẹ về vui xuân cùng con. Chất âm quá ok rồi à, và bây giờ thì cho phép Phan Quyết Audio gửi tới Châu Hà cũng như gia đình một lời chúc sang xuân mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một trong những em loa kéo thương hiệu chính hãng của Botlek thì alo cho bên Phan Quyết Audio để dinh về đón xuân hát hò trong những ngày Tết nguyên đáng sắp tới. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.